Mến chào quý bà con. Em là Muội bên bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cây trồng của công ty Tanova Ba Tốt. Ngày hôm nay thì em có chuyến công tác đi thăm vườn tại khu vực Tân Lập, Tân Thạnh, Long An. Thì có ghé thăm vườn của anh Thịnh. Thì cũng tình cờ rất là may là hôm nay anh Thịnh cũng có đợt là vô phân tưới gốc. Thì anh cũng đang sử dụng cái xô Super Trong của công ty Tanova Ba Tốt. Thì ngày hôm nay thì em cũng xin được phép là giới thiệu sơ lại những cái sản phẩm của bên công ty mình để bà con được nắm kỹ về cái tính năng cũng như cái công dụng của sản phẩm. Thì ngày hôm nay thì anh Thịnh có sử dụng tưới gốc đó là xô Super Trong kết hợp kèm với lại sản phẩm Tano 01. Thì Tano 01 đây là sản phẩm humic vua rễ, hỗ trợ kích rễ, đi tàn đi tược và nâng độ pH. Đặc biệt đó là cái xô Super Trong. Xô Super Trong của mình đây là dạng xô NPK hữu cơ khoáng. Xô của mình sẽ hỗ trợ trong cái giai đoạn là kích rễ, đi tàn, đi tược, sau các cái đợt cơi mà mình kéo cơi đó bà con, thì sẽ hỗ trợ cái đợt cơi của mình là bung cơi, đi đều cơi đều tán. Và đồng thời thì cái dạng xô Super Trong với năm tác động kép này của mình thì có bổ trợ thêm cái phụ gia đặc biệt là cái dịch acetyractin, chiroquinin và cytosan. Thì những cái hoạt chất này á, nó có cái dạng giống như mùi tỏi vậy bà con. Đây em khui, anh Thịnh sẵn, anh Thịnh có khui đây bà con xem. Thì cái dạng hoạt chất này á, sẽ hỗ trợ kháng lại cái tình trạng tuyến trùng hại rễ và vàng lá thối rễ trên cây có muối cũng như là cây ăn trái, đặc biệt là cây sầu riêng đó bà con. Đây là cái dung dịch ở phía trong của sản phẩm của mình, xô Super Trong. Khi mà bà con sử dụng thì một xô Super Trong như thế này, bà con sử dụng kèm từ 2 đến 3 kg Tano 01 trong giai đoạn kiến thiết, giai đoạn kiến thiết tạo tàn, tạo tược, đi cơi, sẽ hỗ trợ là bung nhanh các cái cơi tược đều tán. Sau đây sẽ nhờ anh Thịnh, ảnh cũng đang pha thuốc, thì anh Thịnh sẽ nói rõ hơn về cách pha của anh cũng như liều dùng của anh. Mời bà con theo dõi. Em chào anh Thịnh. Hôm nay anh Thịnh hướng dẫn giúp em đến với bà con cái sản phẩm xô Super Trong cũng như Tano 01, cách sử cái cách mà anh pha cũng như là cái cách sử dụng của mình như thế nào nha anh Thịnh. Thì cái này là pha 1 lít cho 1 phi. Dạ. Hoặc hơn 1 lít cũng được, lít rưỡi cũng được, tùy theo cây mạnh yếu. Dạ. Thì giờ mình coi theo cách đó mình dùng. Thì bây giờ á, tất nhiên là tôi bây giờ tôi pha cái thùng này nè là tất nhiên là tôi múc khoảng chừng một đâu rồi đây. Cái như cái thùng này là nó chỉ có 18 lít thôi, thì tôi pha khoảng nửa xị, không tới nửa xị như đây đó. Mà trong đây là hồi nãy tôi làm đổ ra, tôi có làm đổ ra, tôi hốt vô là cũng có sẵn đây luôn rồi. Bơm nước lên đây, không? Cái mùi rất là dễ chịu kìa. Trong đây thì nó có cái hoạt chất là acetyractin, nó có cái dạng là mùi tỏi, nó sẽ giúp hỗ trợ là xua đuổi côn trùng gây hại và hạn chế cái tình trạng vàng lá thối rễ, tuyến trùng hại rễ. Khi mà bà con tưới thì những cái côn trùng gây hại nghe cái mùi này nè, nó sẽ xua đuổi, giúp xua đuổi và hạn chế cái tình trạng tuyến trùng hại rễ trên cây chúng mình luôn. Sản phẩm xô Super Trong NPK hữu cơ khoáng, đây là dạng dinh dưỡng hỗ trợ trong thay thế được cho phân bao, phân hóa học. Bà con có thể kết hợp chung với lại là phân humic
Thì bên em thì đang có cái dòng Tano 01, đó là dạng humic acid, thì hỗ trợ tưới để giúp là cái bộ rễ của mình á, nó bung được bộ rễ đi tàn lá ở trên á, đi các cơi đọt thì nó đều hơn, bung cơi đọt đều và hỗ trợ trong cái quá trình mà cây mình kiến thiết đó bà con. Thì khi mà sử dụng cái phân NPK hữu cơ khoáng này của mình thì mình có thể thay thế luôn phân bao cũng như phân hóa học, và bà con một đợt tưới như vậy thì bà con chỉ cần sử dụng nó thôi, không cần phải sử dụng thêm phân nào khác nha bà con. Cái này là chừng 100 mi à, cái thùng này nè, cái thùng này chừng 100 mi à, là mình pha ra vậy nè, đậm đặc ghê gớm không anh. Nói cái cách tưới giùm em, bình thường là mình tưới quanh tàn như vậy, thường là mình có ngoài tán lá vậy nè, ra rìa tán lá, không cần tưới vô trong gốc. Dạ. Đó, mình tưới xong qua hết bắt đầu mình xương nước nhẹ lại. Dạ. Tất nhiên là mình bật bét mình xương nước nhẹ lại. Dạ. Và ba cái rễ là nó nằm ngoài này nè. Dạ. Dạ, cái này thì khoảng định kỳ bao lâu mình tưới lại một lần á anh Thịnh? Cái này khoảng nửa tháng mình tưới lại một lần. Dạ. Khoảng 15 ngày. 10 ngày cũng được luôn. Dạ, 10 đến 15 ngày. 10 ngày mới 15, nếu mà trễ thì 15 ngày. Dạ. Thì trong cái quá trình sử dụng á thì anh Thịnh thấy là cái dạng khi mình tưới như thế này thì cây nó sẽ hấp thụ nhanh hơn không anh Thịnh? Hấp thụ nhanh hơn. Dạ. Mình không cần bỏ phân. Dạ, anh tưới một mình nói vậy thôi chứ không cần phải đi thêm phân bao, phân hóa học gì đúng không ạ? Không, không cần. Dạ, thường thì mình kết hợp hai sản phẩm này với nhau. Kết hợp hai sản phẩm này với nhau, dạ. Rồi đồng thời mình xịt thuốc nữa. Dạ, cũng may là em xuống thì cũng có cái đợt anh Thịnh đang vừa vô phân. Thì cũng vô gần xong rồi đúng không anh Thịnh? Ờ, giờ đúng cũng rồi. Là giờ trưa rồi, trưa chuẩn bị vô nghỉ trưa rồi. Thì thôi hai anh em mình cũng cảm ơn quý bà con đã theo dõi về cái sản phẩm Xô Super Trong cũng như là Tano 01 của bên công ty Tano Pha Ba Tốt. Thì bây giờ mình cũng tạm ngưng video để cho anh Thịnh vào nghỉ trưa. Thì nếu có quan tâm sản phẩm hoặc là bà con nào lần đầu tiên theo dõi sản phẩm video của công ty thì bà con có thể click vào đăng ký theo dõi kênh hoặc là click vào cái mục thông báo để có video mới, thì bà con có thể dễ dàng theo dõi kênh của Nông nghiệp Ba Tốt hơn. Hoặc like. Là nhấn like. Dạ đúng rồi. Và có thể liên hệ theo số hotline phía bên dưới. Dạ. Cảm ơn quý bà con rất nhiều.